Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin các Huyền Anh Huyền Chị ở lại sân khấu được không ạ? Vâng, và con xin được giới thiệu với quý vị khách quý toàn thể chúng ta trong bữa tiệc ngày hôm nay. Đây là hình ảnh của các Liền Anh và Liền Chị mà chúng ta nhớ lại là cái vùng đất Bắc Ninh, đó là vùng đất của dân ca quan họ. Và các Liền Anh Liền Chị thường trong những trang phục này để biểu diễn các câu ca quan họ cho những người dân quê muốn nghe. Và hôm nay hiện diện trên sân khấu này, chắc hẳn là con thấy là Hội Caritas của giáo xứ cũng có cái nghe ý, cũng có cái ý của mình muốn nói lên rằng là cái vùng đất cha mới của chúng ta đang phục vụ và đã được chịu chức linh mục ở đó, đó là vùng đất của những câu ca quan họ, những làn điệu quan họ mang đến tình cảm tươi mới cho tất cả những người đang sống trên mảnh đất thân thương này. Và một lần nữa xin cảm ơn quý Liền Anh và Liền Chị ạ. Xin cảm ơn, một tràng pháo tay thật lớn dành cho các Liền Anh và Liền Chị. Vâng, và kính thưa quý cha, quý tư sinh nam nữ và quý khách quý, con nhận thấy rằng trong buổi trưa ngày hôm nay, bữa tiệc của buổi trưa ngày hôm nay đang nóng dần lên. Nóng dần lên bởi vì chúng ta đang sống trong tháng 6 là tháng kính thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và nóng dần lên là hôm nay cha mới rất là có sự lựa chọn rất là sốt sắng và là sáng suốt, bởi vì là ngày hôm nay là ngày lễ biệt kính trái tim Đức Mẹ. Đó cũng là sức nóng của tình yêu Đức Mẹ dành cho cha mới. Và một sức nóng nữa lan tỏa đến cho nhau, đó là sức nóng của tất cả quý vị đang hiện diện trong hội trường ngày hôm nay. Tình cảm ưu ái quý vị dành cho cha mới, và nó nói lên được tình yêu tất cả chúng ta muốn dành cho nhau và biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa đến với tha nhân. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm được mang tên Cho Con Thấy Chúa, với sự thể hiện của cháu gái cha trưởng thọ mang tên Quân Đào. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Quân Đào sẽ trở về với sân khấu của buổi trưa ngày hôm nay.